Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh giá Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua giá heo hơi ở các địa phương có xu hướng chứng lại và giảm nhẹ ngay như tại các công ty chăn nuôi lớn như CP Việt Nam hay Giáp cũng có xuống giảm. Hiện nay đối với các kho ở thị trường miền Bắc của CP có mức giá niêm yết là 68.000 đồng trên 1 kg và ở miền Nam là 67.000 đồng. Một số công ty khác như Giáp trong ngày hôm nay chỉ còn mức giá 66.000 đồng trên 1 kg khi xuất kho. Theo một số nhà chăn nuôi, nếu so sánh với các nước lân cận thì giá heo hơi của Việt Nam hiện nay đang tương đồng so với giá heo hơi tại Trung Quốc nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với Lào và Thái Lan. Cụ thể giá heo hơi tại Lào là khoảng 60.000 đồng trên 1 kg, còn Thái Lan thấp hơn nhiều, dao động từ 51 cho đến 53.000 đồng. Chênh lệch giá với các nước láng giềng dẫn đến nguy cơ heo nhập lậu tràn qua đường biên giới vào Việt Nam, đặc biệt là heo Thái ảnh hưởng tới thị trường nội địa và thực tế có thời điểm heo Thái đã vào Việt Nam. Hiện tại việc tái đàn ở trong nước phát triển khá tốt, nếu tình trạng heo lậu gia so tăng sẽ ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi ở trong nước, đặc biệt là những tháng cuối năm. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, mức giá phổ biến là từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 67 vẫn có, nhưng chủ yếu bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương đối với những đàn heo đẹp. Một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong ngày hôm nay, những đàn heo siêu có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Nguyên hay khu vực Thái Bình, Nam Định, Hải Dương. Trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay, mức giá cao cũng ở mức 65.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương thuộc khu vực Trung Du có đàn heo lớn như khu vực Tuyên Quang hay khu vực Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ mức bình quân trong ngày hôm nay đạt 65.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay không có sự thay đổi về giá. Khu vực Lai Châu, Điện Biên hay Sơn La phổ biến dao động từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Như vậy có thể thấy rằng giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc vẫn cao hơn so với các khu vực còn lại, đặc biệt khu vực miền Trung và các tỉnh ở thị trường phía Nam. Bởi trong ngày hôm nay, thị trường miền Trung nhiều nơi chỉ dao động từ 60 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg hay đối với thị trường miền Nam, mức giá 63 cho đến 64.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Đơn cử phải kể đến một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An hay khu vực Hà Tĩnh ở khu miền Trung vẫn duy trì khung giá từ 62 cho đến 64.000 đồng. Khu Quảng Bình, Quảng Trị ở mức giá thấp hơn, thậm chí khu Bình Định, Quảng Ngãi hay đối với khu Khánh Hòa nhiều nơi chỉ có mức giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận cũng không mấy khả quan khi các địa phương này báo giá 62 cho đến 63.000 đồng. Các địa phương ở khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai hay Lâm Đồng có mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Còn tùm trong ngày hôm nay cũng ở mức 62.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu miền Đông Nam Bộ, thu vụ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm qua có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng. Chính vì vậy mà trong ngày hôm nay mức giá cao là 63.000 đồng. Ngang bằng với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, hai khu vực Tây Ninh cũng ở mức 63.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An, Đồng Tháp hay một số địa phương như Cần Thơ, Hậu Giang 63.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay ở mức 63.000 đồng trên 1 kg, khu vực Tiền Giang, Bến Tre hay khu vực Bạc Liêu, Cà Mau không có sự thay đổi về giá trong ngày hôm nay. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới nhất, từ đầu năm cho đến nay, cả nước đã xuất hiện hơn 600 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy lên đến hơn 42.000 con, nhất là các tỉnh như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La hay khu vực Quảng Nam và một số địa phương ở khu miền Tây như Long An gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm và chỉ số giá tiêu dùng cũng như là môi trường sống. Vì thế, việc phòng chống dịch bệnh ở các địa phương là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Còn giá heo hơi trong ngày hôm nay, chi tiết ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá giao động từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá giao động từ 63 cho đến 66.000 đồng trên địa bàn huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay báo giá 64.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng ở mức 64 cho đến 65.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay, một số huyện như Phù Cừ của tỉnh này có mức giá 66.000 đồng. Các huyện khác như Khoái Châu, Tiền Lữ phổ biến 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc có mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng như khu Lập Thạch, Sông Lô hay khu vực Tam Dương, Tam Đảo cũng ở mức giá này. Bắc Ninh phối mức giá 65.000 đồng Nam Định có mức giá từ 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg theo báo giá của một số hộ chăn nuôi ở ven biển Hải hậu trong ngày hôm nay vẫn duy trì mức giá 65.000 đồng Thái Bình vẫn dao động từ 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg trong khi đó Ninh Bình 64 cho đến 65.000 đồng Hà Nam trong ngày hôm nay phối mức giá từ 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg như khục Duy Tiên Thanh Liêm đang dao động trong khung giá này một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Sơn La 64.000 đồng, ở huyện Mai Sơn, Quỳnh Nhai, các hộ chăn nuôi đều đang báo giá này. Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá 64 cho đến 66.000 đồng. Ở khu Mừng Trà của Điện Biên trong ngày hôm nay có mức giá cao là 65 cho đến 66.000 đồng. Khu vực Tân Lạc hay Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến khung giá dao động từ 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg các địa phương khác ở thị trường miền Bắc, đặc biệt là một số địa phương ở khu Trung Du như Thái Nguyên 64 cho đến 66.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng phổ biến khung giá 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg, như các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy hay khu Phú Ninh, Bắc Cạn mức giá 64.000 đồng. Bắc Giang phổ biến khung giá từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg, ở khu Yên Thế, Lợn Mẹ, Lông Trắng có mức giá phổ biến 64.000 đồng cao bằng 65.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang trong ngày hôm nay phổ biến khung giá 64 cho đến 65.000 đồng. Yên Bái và Lào Cai không có sự thay đổi với mức giá bình quân từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn 64.000 đồng như khu văn quan hay khu vực hữu lũng của tỉnh này. Quảng Ninh có mức giá từ 64 cho đến 66.000 đồng. Tuyên Quang có mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, đặc biệt khu miền Đông Nam Bộ như tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai có mức giá dao động 63.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dao động khung giá 63.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 63 cho đến 64.000 đồng, khu Tây Ninh 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu 64.000 đồng, Bình Phước trong ngày hôm nay dao động khung giá 63.000 đồng. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây như Đồng Tháp 64.000 đồng trên 1 kg, An Giang ở mức 63 cho đến 65.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Cần Thơ 63.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó đối với Hậu Giang cũng ở mức 63.000 đồng. Kiên Giang 64.000 đồng trên 1 kg, một số hộ chăn nuôi báo giá khu kiên lương, giang thành của tỉnh này đang giao động trong khung giá 64 Cà Mau phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Bạc Liêu cũng ở mức 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre 63 cho đến 64.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 64.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 63.000 đồng. Hai cục tiền giang cũng ở mức 63.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở cục Tây Nguyên như Lâm Đồng, khung giá 62 cho đến 64.000 đồng phổ biến ở địa phương này. Đắk Lắk 62 cho đến 63.000 đồng. Gia Lai trong ngày hôm nay có mức giá 63.000 đồng trên 1 kg, Con Tum cũng ở mức 63.000 đồng, trong khi đó Đắk Nông phổ biến mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Các tỉnh ở khu miền Trung chỉ có Thanh Hóa, Nghệ An hay khu vực Hà Tĩnh là vẫn duy trì được mức giá nhìn hơn so với các địa phương khác. Cụ thể ghi nhận Thanh Hóa dao động từ 62 cho đến 65.000 đồng, khu Nghệ An phổ biến mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh cũng đang ở trong khung giá như vậy. Quảng Bình 62 cho đến 64.000 đồng. Khu Quảng Trị trong ngày hôm nay phổ biến khung giá 61 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Huế 62.000 đồng. Quảng Nam và Quảng Ngãi, hai địa phương này có mức giá từ 61 cho đến 63.000 đồng. Bình Định 60.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay ở khu Khánh Sơn nhiều nơi báo giá 61.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận 62.000 đồng. Hay đối với cục Bình Thuận trong ngày hôm nay không có sự thay đổi với mức giá giao động 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.